Dạ, anh xin phép chào cô chú và anh chị. Em cũng xin chân thành cảm ơn anh chị đã ủng hộ cái kênh YouTube Gốm Nghiệp Xuân Lãng anh chị và những cái dòng sản phẩm bên em lên á. Anh chị yêu thích món nào anh chị cứ nhắn tin trực tiếp, hoặc là anh chị nếu anh chị đã sử dụng Zalo thì anh chị vui lòng chụp những cái sản phẩm anh chị yêu thích đó, gửi qua rồi bên em sẽ gửi lại những sản phẩm cho anh chị nha. Dạ, em cũng xin chân thành cảm ơn anh chị rất là nhiều đã đăng ký kênh nha anh chị, để theo dõi những sản phẩm bên em lên, những sản phẩm mới anh chị đọc lại nha. Rồi bây giờ em sẽ lên một cái dĩa này anh chị. Dĩa này là trong lòng là để họa tiết hoa đào nha anh chị. Và họa tiết hoa mà cái cốt dĩa anh chị, cốt dĩa này là so với những cái dĩa khác thì cái cốt dĩa này nó rất là dày và nó nặng nha anh chị, rất là dày nặng nha. Đấy, dày và rất là nặng luôn, độ dày đường kính là 32 nha chị, độ dày đường kính là 32, đường kính là 32. Anh chị cái dĩa này nặng là gọn, nói chung là nặng tới 2 kg nha chị, nặng tới 2 kg luôn. Đấy, nặng tới 2 kg. Rồi cái dĩa này đường kính 32 nha chị, em cũng sale giá cho anh chị cái dĩa này với giá 300k. Sale giá nha anh chị, 300k dĩa. Chốt giùm em mã T. T20 nha anh chị, 300k nha, dĩa này sale giá T20 300k. Rồi em lên các bạn anh chị, bộ này nha. Rồi cái này anh chị em có là tổng là 3 7 8 chiếc, 9 10 11 12 13 chiếc nha anh chị. Tổng là 12 chiếc. Tổng là 12 chiếc anh chị, tổng là 12 chiếc nha. Anh chị, thứ nhất là cái dĩa này là dĩa vẽ vàng mới chưa qua sử dụng nha anh chị, mới chưa qua sử dụng. Và cái dĩa này là có truyện ký đầy này, lỗi, dĩa này không có truyện nha anh chị. Và em báo chị là dĩa này là dĩa xanh ngọc mới chưa qua sử dụng. Viền này là vàng nha chị, viền vàng nha. Đường 2 4 6 8 10 12 chiếc. 12 chiếc này. 13 chiếc, đường kính là 16 nha chị, đường kính của dĩa này là 16. Cái này em có 13 chiếc nha anh chị, 13 chiếc này em bán cho anh chị với giá là 300k. 13 chiếc 300k. Báo mới nha chị, chưa qua sử dụng nha, hơi sâu lòng một xíu. 300k chốt cho em mã T21. T21 nha anh chị, 300k, 13 chiếc T21. Rồi em lên cái này anh chị, cái này là một cái chén nha chị. Chén này là chén mộc nha chị, chén này em có số lượng là 6 chiếc nha chị, có số lượng là 6 chiếc, chén này là chén mộc. Cốt nặng nha chị, cốt này rất là nặng luôn. Đường kính là 10 và cao là 8, miệng là 10 nha chị, cao của chén là 8 nha. Rồi cái này em bán cho anh chị mỗi chiếc nha anh chị, cái này là mộc anh chị, 50k một chiếc, cái này em có 6 chiếc nha anh chị. Cốt mộc dày nặng luôn. Đấy, 50k một chiếc. Chốt giùm em mã T22. 50k một chiếc T22. Rồi em lên cái này anh chị, cái này là dĩa lam. Dĩa này là dĩa lam nha anh chị, hơi sâu lòng, cái này cũng hơi sâu lòng. Và những cái này chị họa tiết hoa nổi cộm nha chị. Toàn bộ những sản phẩm dĩa là hôm nay em sẽ sale toàn bộ nha chị, sale toàn bộ. Đường kính là 19 anh chị và cao của dĩa là 3.5.
Rồi dĩa này em bán cho anh chị 4 chiếc, anh chị sale giá 4 chiếc này. Rồi 4 chiếc này em bán cho anh chị là 130k, 4 chiếc 130k, hoa xanh lam nổi nha anh chị. T23. T23 nha anh chị, T23. Rồi em lên cũng là ba cái dĩa cũng là lam hoa luôn. Lam hoa và cái này là có truyền nha chị, dĩa này là có truyền nha. Còn cái này dâm hết rồi. Rồi em lên một cái dĩa nha chị, dĩa này là một cái dĩa Âu nha chị. Dĩa Âu nha, cái này là kim loại. Và cái này là có truyện nha chị, cái này là có truyện đóng ký hiệu. Cái này là ký hiệu Âu nha chị, cái này là ký hiệu nha. Và nước gì em cũng biết luôn. Phát hay gì đây. Rồi anh chị em sẽ báo chị nha. Cái này là bằng kim loại mà bằng cấp gì em không biết nha anh chị, không biết nha. Và họ sẽ chị những cái món mà kiểu như họ tự nhiên ở bên đó họ xúc về là họ sẽ thử những cái vết, có một vết anh chị, vết nếu kia nha anh chị, vết họ sẽ thử qua cái bằng cái chất gì đó anh chị nha. Em bán chị ngay có một cái vết ngay chỗ này nha, có vết ngay chỗ này anh chị, à, ngay chỗ này đường kính là 22.5 và ngang là 15. Cái này có khỉ nha anh chị. Rồi cái này em bán cho anh chị là 150k, 150k chốt giùm em mã T24, T24 nha anh chị. Nó quanh nó cái thịt nó vậy rồi như nằm ưa nổ T24 150k. Rồi em lên cái này ly anh chị, cái ly này là để uống trà nha chị, uống trà nha. Ừ, nó ly 24 mà 150. Rồi nha, cái này em có 5 chiếc anh chị, 5 cái ly uống trà. Ly này nó chị, dòng này là dòng của men tiêu chấm chấm nha, không phải là bị bẩn bị dơ gì hết nha chị. Cái này là mới chưa qua sử dụng luôn. Cái này em có 5 chiếc. Đường kính là 6.5 và cao là 3.5. Rồi ly này em bán cho anh chị 5 chiếc này là 120k. 5 chiếc nha anh chị, 120k 5 chiếc. Chốt cho em mã T25. T25 nha chị, T25. Rồi em lên một cái này anh chị, bộ này là một cái bộ gọi là bộ ngủ sách nha anh chị, ngủ sách nha. Bộ này em có 5 chiếc anh chị, 5 chiếc ngũ sắc siêu xuất sắc luôn. Đường kính là 10.5 và cao là 7. 10.5 là cao là 7 nha anh chị. Cái này là chân yếu anh chị, ăn yếu không? Rất là đẹp luôn anh chị, ăn súp ăn yếu. Rồi cái này là ngũ sắc nha anh chị, vàng nha. Vàng ốm luôn. Rồi bộ này em bán cho anh chị là sale giá bộ này còn 650k. Bộ này sale giá cho anh chị nha, anh chị nguyên hộp, anh chị tặng biếu là ok luôn. Rồi 650k bộ này chốt cho em mã T26. T26 650k, T26. Rồi em lên một cái dĩa anh chị, dĩa này là một cái dĩa Imari xưa nha chị. Ủ sách cho mày cái này Imari nha anh chị, xưa nha. Và anh chị họ sẽ đóng truyện chỗ này là anh chị nhìn là biết những cái truyện này là truyện xưa luôn, chuẩn luôn nha. Và anh chị dưới cái này là sẽ họ sẽ treo lên được. Anh chị bên này là có họ treo lên được. Và anh chị ngay chỗ này nó có một lỗi nha anh chị, một cái lỗi nha. Một cái lỗi. Đường kính là 22. Rồi cái dĩa này em cũng sale giá cho anh chị là 250k. T27. T27 nha anh chị, T27. Ok, theo ship ạ.
Thì cái đó thì hai cái dĩa này là hai cái dĩa Satsuma. Chị là hai Satsuma nha chị. Với hơn nữa là cái này là một cái chóp núi Phú Sĩ anh chị, một chóp núi Phú Sĩ nha. Và những cô gái anh chị ghen ghê nha chị đó. Cái này là có truyền luôn. Ha. Cái này em là một cặp nha chị, một cặp là cũng đội là cái cặp này là một chiếc là có núi Phú Sĩ, một chiếc là xin lỗi, một chiếc núi Phú Sĩ là màu này, còn một chiếc là màu đỏ nha chị, và một chiếc này không có truyền. Giống y xì luôn nha chị, gọi là giống nhau luôn. Giống nhau cũng có ba cô gái, cũng có cầu hay là chị. Những cái này là hàng này vẽ tay nha chị. Vẽ những hàng vẽ tay có những chiếc là đậm, có những chiếc là lợt nha chị. Đó, hai chiếc màu khác nhau nha. Đã màu khác nhau. Đường kính dĩa là 13 anh chị, đường kính dĩa 13. Đó, rồi cặp này em bán cho anh chị với giá là một cặp nha chị, đó anh chị. Rồi 350k một cặp. T28 nha anh chị, 350k một cặp T28. Rồi cái này em có chén anh chị, chén cơm nha anh chị, chén cơm phone này là phone Việt Nam. Phone chén Việt Nam. Đường kính là 12 và cao là 6.5. 12 nha chị, cao của chén là 6.5. Rồi cái chén này em có số lượng 10 chiếc anh chị. Số lượng chén là 10 chiếc nha. Em lên 5 chiếc cho mà em có số lượng 10 chiếc. Rồi cái này em cũng sale giá cho anh chị với giá là họa tiết hoa nha anh chị. 560k. 560k nha anh chị. 560k. Có truyện ký đầy đủ anh chị, chốt cho em mã T20. Để tờ hai mấy rồi đi. T29 nha anh chị, T29. T29. T29 nha anh chị. Đấy, em có số lượng là 10 chiếc nha. 56 nha anh chị, đã sale rồi nha anh chị, giá 56. 560k 10 chiếc. 56k một chiếc nha anh chị. T26. T29. Xin lỗi, T29. T29. 560k. Và em lên hai cái dĩa mộc anh chị, hai dĩa mộc nha. Hai dĩa này là mộc anh chị, mộc. Đấy, những cái cốt mộc là anh chị, những anh chị bà xài những cái cốt mộc anh chị biết. Tí những cái cốt mộc nó rất là vip nha anh chị, rất là vip nha. Đường kính là 22 và cao là 4. Rồi cái hai cặp này chị, cặp này em cũng sale giá cho anh chị là 130k một cặp nha chị, một cốt nặng dày nha. 130k một cặp, chốt giùm em mã T30. T30 nha chị, T30. Rồi cái này tô anh chị, tô này là tô lam. Tô lam mới nha chị, tô lam mới viền. Bên ngoài là màu đen, ở trong là lam xanh nha chị, lam xanh. Đường kính tô là 19.5 và cao của tô là 7. Rồi ba cái tô này em bán cho anh chị 200, ba chiếc nha chị, ba chiếc này là 250k sale giá rồi nha chị. 250k chốt giùm em mã T31.
T31 nha chị, T31 nha. Ba chiếc. Cái này là bán chị được không có truyền nha chị, không có truyền nha. Rồi cái này là tam thái anh chị, tam thái. Bộ này em có là 5 chiếc. Vừa là có chị, vừa là có truyện nha chị, vừa là có truyện. Vừa là vẽ tay nha chị, xưa, nói chung những cái màu này là màu xưa anh chị. Đường kính là 7.5 và cao là 6. Rồi bộ này em bán cho anh chị là bộ này là 180k. 180k bộ này, chốt giùm em. Mã T32. 180k nha chị, T32 nha. T32. Rồi cái này là tống rốt anh chị, cái này là tống rốt nha. Đường kính là 9.5 và cao là 6. Rồi cái này em bán cho anh chị là 50k một chiếc nha chị. Em sale giá còn 50k một chiếc tống rốt. 50k một chiếc anh chị, chốt cho em. Mã T33 nha chị, 50k một chiếc mã T33. Rồi em lên cái này anh chị, chén này là chén một cái văn hoa nha chị, một văn hoa. Chén này em có số lượng là 10 chiếc. Bộ này em có là mấy chiếc à? 10 chiếc nha chị. Bộ này em có 10 chiếc anh chị, 10 chén cơm. Chén này là phone của Nhật nha chị, chén này là chén phone Nhật nha. Chén phone Nhật. Đường kính chén là 10 12 và cao của chén là 6. Rồi chén này đây em cũng sale giá cho anh chị là 3. Bộ này em sale giá cho anh chị với giá là 300k. 300k 10 chiếc nha chị. 300k 10 chiếc, chén này là phone hộp mới như thế này anh chị. Hộp mới nha. 300k 10 chiếc, chốt giùm em mã T34. T34 nha chị, T34. Cái này chị họa tiết cái này là vân một cái hoa đào nha chị, họ vẽ xung xánh là một hoa đào nha chị, chứ không phải là một cái hoa nha, một cái hoa. Không, T34 nha chị, T34. Rồi cái này là ly bi nha anh chị, ly bi. Ly này em có số lượng là 10 chiếc nha anh chị. Đường kính ly này là 8.5. Em có số lượng 10 chiếc, ly này em bán cho anh chị với giá là 15k một chiếc nha. 15k một chiếc. 15k, cái này em có số lượng 10 chiếc hay 20 chiếc nha anh chị, ly bi nha. 15k một chiếc, chốt cho em mã T35. T35 nha anh chị, T35.
Rồi em lên cái bộ này chị, giống cái gì? Nào, cái này là gì rồi, nó nhìn sao vậy đó. Ê. Đấy là một cái phòng gì đâu? Cái me hả? Cái kia. Cái này được tính là 15 nha anh chị. Cái này là dĩa là giống cái này chị Puraga nha anh chị. Tôi giống cái này anh chị men Puraga nha. Rồi bộ này bán cho anh chị 3 chiếc này là 150k. Viền vàng nha chị, viền vàng nha. 150k 3 chiếc anh chị, hơi phai xíu. Chốt giùm em mã T36. T36 nha anh chị. T36. Rồi em lên một cái ấm trà nha anh chị. Cái này là gọi là cái kiểu như là nó hơi một dâm một xíu chỗ này anh chị, dâm một xíu chỗ này nha. Đấy, nói chung là nó bị dâm. Cái này là phôn hộp luôn. Và cái này là cái ấm trà này không có lập nha anh chị. Rồi em sale giá cho anh chị ấm này 100k, dung tích là 350ml, 100k nha anh chị. Nó bị lỗi xíu chỗ này. 100k T37, 100k T37 nha anh chị. T37 100k. Rồi em lên chiếc này anh chị, cái này là ngũ sắc nha anh chị. Đường kính là 15 và cao là 7.5. Rồi cái này em bán cho anh chị là 90k. Chốt cho em mã T38, 90k T38 nha anh chị. Thì em xin phép chào cô chú và anh chị, em xin chân thành cảm ơn anh chị rất là nhiều đã ủng hộ cái kênh YouTube này.